Xin chào mọi người ha, thì mình là Trần Văn, mình là phụ thuộc vào ban tổ chức của VBC Điểm Session năm 2023 năm nay. Thì bây giờ cùng với Văn ở đây là Hà Thanh sẽ làm demo cái phần bài tập và phần thi bench press cho mọi người. Thì Văn sẽ nói từ cái gì? Văn sẽ nói từ trang phục, các tư thế được chấp nhận ở trong phần thi bench press, và cuối cùng là Văn sẽ nói về những lỗi các mọi người thường hay gặp nhất ở trong phần thi bench press, được không ạ? Thì bắt đầu với trang phục. Thì đối với trang phục và phần thi bài tập, phần thi bench press, chúng ta sẽ có singlet. Dạ, chắc chắn rồi, singlet lúc nào cũng là trang phục quy định của mọi người hết. Nhưng mà lưu ý giúp Văn là đây là singlet không có chất liệu compression, mọi người. Không có chất liệu trợ lực giúp Văn ạ. Có nghĩa là những singlet như single fly hay double fly là không được sử dụng. Giải của chúng ta là giải powerlifting raw, mình sẽ không có sử dụng bất kỳ một cái gì để trợ lực ở trên singlet, được không ạ? Dạ, ở phía dưới singlet mình sẽ có một lớp áo thun bắt buộc nha mọi người. Đối với phần thi bench press và phần thi squat, áo thun là bắt buộc. Chất liệu và recommend nhất sẽ là chất liệu cotton, tại vì khả năng bám dính của nó rất là tốt, tốt hơn chất liệu nylon. Và đặc biệt đó là áo A7 và áo bar grip. Tất cả các loại áo mà có bất kỳ chất lệnh làm dính nào phía sau lưng đều không được sử dụng. Dạ, có thể là vô tình các bạn lấy một cái áo mà có in hình sau lưng và cái hình đó là một cái chất liệu như là silicone hay là cao su, nó có khả năng làm dính thì áo đó cũng sẽ không hợp lệ. Cho nên Văn rất là recommend là một cái áo cotton classic là an toàn nhất đối với mọi người. Tuy nhiên đối với các lifter nữ, mọi người được phép mặc thêm một sport bra ở phía bên trong. Và lưu ý giúp Văn là sport bra này mọi người không được phép gắn thêm mút hoặc là bất kỳ cái gì để độn sport bra lên. Lưu ý giúp Văn điều này ạ. Dạ. Rồi tiếp theo là gear sử dụng cho phần thi bench press. Mọi người có thể sử dụng wrist wrap, nhưng mà lưu ý giúp Văn là mọi người không được xỏ cái loop vào ngón tay giống như vậy. Khi thi đấu mọi người vui lòng tháo cái loop ra. Dạ. Mọi người có thể sử dụng belt ở trong bench press, nhưng mà belt ở trong bench press cũng phải giống như belt ở trong squat, đó là một belt một bảng. Một là lever belt, hai là front belt. Mọi người không thể sử dụng loại bảng dày xong rồi chuyển sang bảng mỏng được, được không ạ? Rồi, ở phần thi bench press chúng ta sẽ không được sử dụng elbow sleeve, không có cup sleeve. Nhớ không elbow, không cup sleeve. Và cuối cùng là giày và vớ, mọi người có thể mang giày và vớ theo mong muốn của mình, với dài với ngắn không thành vấn đề, được không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tư thế bench press có trong VBC hôm nay. Rồi, ba hiệu lệnh của chúng ta sẽ chia ra như thế này. Hiệu lệnh đầu tiên mọi người sẽ có được sau khi mọi người đã unwrap thanh bar ra, lock khuỷu tay và thanh bar hoàn toàn không di chuyển nữa. Mọi người sẽ lắng nghe hiệu lệnh đầu tiên, đó là start. Khi có hiệu lệnh start, mọi người sẽ mang thanh bar về vị trí ngực của mình. Và thanh bar phải hoàn toàn không di chuyển, không tưng lên tưng xuống, hoàn toàn không có chuyển động nào hết. Mọi người sẽ lắng nghe hiệu lệnh thứ hai, đó là press. Khi kết thúc hiệu lệnh press, mọi người vẫn phải giữ nguyên và lock khuỷu tay và thanh bar hoàn toàn cố định. Mọi người sẽ lắng nghe được hiệu lệnh thứ ba, là cũng là hiệu lệnh cuối cùng từ head chest, đó là rắc. Có hiệu lệnh này mọi người mới được phép đưa thanh bar vào, hoặc là spotter sẽ dìu thanh bar của các bạn và đưa thanh bar vào cho các bạn. Nhớ giúp Văn đây là ba hiệu lệnh ở trong bench press. Ở phần thi bench press trong VBC, mọi người có quyền ngóc đầu lên khi bên. Và Văn xin nhắc lại, mọi người có quyền ngóc đầu lên khi bên. Bây giờ bản thân sẽ demo cho mọi người, được không ạ? Start. Press. Rắc. Mình sẽ tiếp tục đến với một điểm tiếp theo. Chúng ta sẽ có hai vị trí mọi người có thể đặt bàn chân. Thứ nhất là toàn bộ bàn chân của mọi người đều tiếp xúc mặt sàn. Và thứ hai, mọi người có quyền nhón gót chân lên ở trong VBC. Nhưng mà rất lưu ý giúp Văn, khi mọi người đã chọn đặt bàn chân chạm mặt sàn hoặc là mọi người đã chọn nhón gót chân lên, thì trong suốt quá trình bench press, vị trí chân của mọi người phải giữ nguyên. Văn lấy ví dụ như là nếu như mà mọi người chọn chân bằng, thanh để lại chân bằng, và trong lúc press mọi người nhón gót chân lên thì đó là không được. Tương tự với việc khi mọi người đang nhón gót chân,
và khi press mọi người đạp bàn chân xuống. Dạ, cũng là không được. Đến với lỗi đầu tiên trong phần tri bên press, đây là một trong những lỗi phổ biến nhất, cũng là một trong những lỗi rất là đáng tiếc nhất đối với các thí sinh, tại vì mọi người sẽ hoàn toàn bị no lift ở lỗi này. Không quan trọng mọi người có lift lên hay không, nhưng mà đây là một lỗi rất là đáng tiếc. Đó là lỗi jump command, không nghe hiệu lệnh. Ở trong bên press như Văn đã giải thích phía trước, chúng ta sẽ có 3 hiệu lệnh: start, press và rock. Mọi người không thể tự ý làm bất kỳ chuyển động nào khi chưa có một trong 3 hiệu lệnh này. Khi có hiệu lệnh start, mọi người bắt đầu đưa thanh ba xuống. Mọi người phải đợi hiệu lệnh press, mọi người mới được đẩy thanh ba lên. Và sau khi đẩy thanh ba lên, kể cả sau khi đẩy thanh ba lên, mọi người vẫn phải đợi hiệu lệnh cuối cùng, đó là hiệu lệnh rock, mọi người mới được đưa thanh ba vào. Đây là một cái rất là khó trong bench press, vì khi đi thi mọi người sẽ gặp rất là nhiều cái vấn đề tâm lý, đám đông, hoặc là âm thanh, hoặc là vấn đề gì đó mà mọi người sẽ jump cái comment này. Và một khi jump một trong ba comment này thôi, mọi người sẽ hoàn toàn bị no lift. Đây là một lỗi rất là đáng tiếc, cho nên mọi người rất là lưu ý giúp Phan. Ở đây Thanh sẽ demo một jump comment press. Start. Rất. Yeah, như mọi người thấy là bạn Thanh không đợi hiệu lệnh press và bạn Thanh đã press lên, đó là jump comment press. Tương tự như vậy đối với comment start và comment rock. Khi mà unrock ra, các bạn phải đợi lệnh start. Khi đã có lệnh start, mọi người mới được descend và hạ thanh ba xuống. Nhớ giúp Vân. Và sau khi chúng ta đẩy lên, mọi người cố gắng đợi 0.5 một giây nữa thôi để có hiệu lệnh rock và để mọi người rock vào, để cho cái lift của chúng ta được một cái good lift và để cho tinh thần của mọi người thoải mái hơn. Nhớ giúp Vân, đây là một cái lỗi rất là phổ biến. Rất phổ biến. Đến với lỗi tiếp theo ở trong phần thi bench press, đó là mông của các bạn rời khỏi vị trí ghế trong lúc các bạn đang press. Như Văn nói ban đầu, chân, mông và vai là ba vị trí lúc nào cũng phải tiếp xúc với, một là mặt ghế, hai là mặt sàn. Mặt ghế đối với vai và mông, và mặt sàn đối với chân. Thì mông các bạn tuyệt đối không được bắn lên khỏi ghế. Ở đây bạn Thanh sẽ demo cho mọi người thấy tư thế này. Start. Press. Rock. Đây sẽ là một lỗi no lift nha mọi người. Đến với lỗi tiếp theo ở phần thi bench press, đó là chân của mọi người trượt khỏi vị trí ban đầu. Trượt khỏi vị trí ban đầu là sao ạ? Sau khi mọi người unrock tạ ra và sau khi mọi người đã có hiệu lệnh start, bàn chân của mọi người phải hoàn toàn cố định. Thậm chí là nếu như mà mọi người sau khi có hiệu lệnh start và bàn chân của mọi người di chuyển thì đó cũng là không hợp lệ. Và trong lúc mọi người đẩy lên, bất kỳ sự di chuyển nào của bàn chân trong lúc đẩy lên này cũng là không hợp lệ. Bây giờ bạn Thanh sẽ demo cho mọi người. Unwrap tạ. Start. Press. Rock. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với lỗi tiếp theo trong phần thi bench press. Đây là một lỗi hiếm gặp, nhưng mà không phải là không có. Đó là lỗi double dip. Thì double dip là lỗi như thế nào? Double dip là lỗi sau khi có hiệu lệnh press và thanh ba của mọi người di chuyển xuống trở lại rồi mới đẩy lên. Giống như là kiểu thanh ba nhúng ở trên cơ thể của mình trước khi mà mọi người đẩy lên. Thì đây là lỗi double dip. Nói thì nghe khó hiểu, nhưng mà Văn sẽ để Thanh demo cái lỗi này cho mọi người. Stop. Press. Rock. Đến với lỗi tiếp theo, đây cũng là một cái lỗi khá phổ biến, đặc biệt là đối với phần bài tập bên, cái khả năng rướn của mọi người rất là nhiều. Thì lỗi này đó là chuyển động thanh ba có chuyển động đi xuống trong lúc mọi người đẩy lên. Văn xin lưu ý rất là kỹ phần này, đó là chuyển động đi xuống rồi đẩy lên trở lại. Nếu như mà mọi người tư thế mọi người bên press, thanh ba của mọi người có bị méo một bên, nhưng chuyển động của hai bên là lên cùng một lúc, thì đây vẫn là hợp lệ. Nhưng tư thế không hợp lệ Văn đang nói ở đây, Thanh sẽ demo cho mọi người. Stop. Press. Rock. Tiếp tục đến với phần lỗi tiếp theo ở phần thi bench press.
đó là thanh ba của mọi người hoặc bánh tạ chạm vào combo rack trong lúc chúng ta đẩy lên, mặc dù chỉ là chạm một bên thôi, thì đây cũng sẽ là no lift. Thanh sẽ demo cho mọi người phần này. Start. Press. Rock. Rồi, có một quy định ở phần thi bench press Văn xin nhắc lại đối với mọi người, đó là độ rộng mọi người có thể rip. Ở trong phần thi bench press, độ rộng tối đa mọi người có thể rip chính xác là 81 cm. Đó là khoảng cách của hai cái nơ ngoài cùng này. Mọi người không, tuyệt đối không được rip xa ra ngoài hai cái nơ ngoài cùng này. Để rip hợp lệ thì mọi người ít nhất phải có một ngón tay contact với nơ. Nhớ giúp Văn, độ rộng không được vượt quá 81 cm nha mọi người.